trước bán mình chị vợ ngon hơn ha. Tắt, tắt. Dài dài. Thưa quý khán giả, đã quay lại thông tin vào tối hôm nay, ngày 23 tháng 5. Đây là thông tin nóng hổi từ phía cô Lành. Sau nhiều lần đột nhập quán bún bò để thăm thính tình hình, lý do vì sao cô Lành lại nghỉ chơi phía gia đình cô Sáu, thì nay phía ủng hộ Hồng Loan đã thăm thính xong. Từ cô Lành đã nói ra, lý do cô Lành không hợp tác với gia đình cô Sáu. Trong video ngắn, phía bên ủng hộ Hồng Loan hỏi cô Lành, từ ngày qua bên đây bán vắng hơn, bên kia hả cô Lành? Cô Lành nói đúng rồi. Nhưng mà thôi đi, đừng nhắc tên của HP và gia đình đó nữa, cô mệt lắm. Ngày hôm qua, có ông khách nào đó gọi điện lại nói bà Lành sao bà ngu quá. Đi hợp tác với mẹ con Sáu Bào, làm chi, do khổ vậy, nói một hơi luôn. Rồi cô Lành cũng tâm sự luôn, vì sao mình rời đi là do có kẻ thứ ba phá đám. Vậy khán giả có biết kẻ phá đám đó là ai chưa? Và hãy nghe từ cô Lành kể tiếp, đó là anh chàng livestream cùng con cô Sáu. Lúc anh chàng này muốn đồng hành cùng cô Sáu và cô Lành thì cô Lành đã không ưng cái bụng. Thời gian hợp tác với cô Lành đã nhìn thấy anh chàng này không được rồi, nên có nói với mẹ con cô Sáu, nhưng mẹ con cô Sáu không chịu nghe, dẫn đến hai bên không thống nhất ý kiến. Cô Lành thấy không còn hợp nữa, nên con cô Sáu nói với cô Lành, thôi cô đi tìm mặt bằng khác để làm ăn đi, còn ở đây con sẽ livestream bán hàng. Và mâu thuẫn cũng đã nảy sinh từ đây. Trong hơn một tuần qua, từ sau khi cô Lành khai trương, mẹ con cô Sáu đến đó một lần, còn gia đình chú Bảy thì không thấy ghé thăm ủng hộ gì hết. Vậy là mọi người cũng đã hiểu vì sao chồng cô Lành đã nói bóng nói gió trong ngày khai trương hủ tiếu của cô Sáu. Nghe nói ở Sài Gòn có một quán mới khai trương, đặc biệt có hai món mà mọi người chưa biết, đó là vắt chanh bỏ vỏ và món qua cầu trú phán. Sau dòng ta tết này đã có 61 người ủng hộ nên cô Sáu bấm nút thích. Như vậy phía ủng hộ cô Sáu cũng có một số người đã không thích cách cư xử này của mẹ con cô Sáu. Nhưng mà thưa quý khán giả, vậy thì bà Lành bà có dám đứng lên nói xấu mẹ con cô Sáu hay không? Theo như ý kiến riêng của em thì có lẽ là không đâu, vì trong lúc bà Lành bà còn làm ở quán cô Sáu, có rất nhiều người ủng hộ mẹ con cô Sáu nên cũng đã biếu rất nhiều quà cho cô Lành. Mặc dù nói như vậy, nhưng mà vợ chồng cô Lành và mẹ con cô Sáu đã đi chung một chiếc thuyền bấy lâu nay rồi. Chẳng lẽ vợ chồng cô Lành tự lấy cây đâm lũng thuyền thì cả hai cùng chìm? Do đó mặc dù nói bóng nói gió vậy thôi, ít gặp mặt nhau nhưng cũng không dám công khai nói xấu về mẹ con cô Sáu. Trong khi đó, vào ngày hôm qua, Lộc Vân Cây cũng bóng gió cho khán giả biết được cái tin đó là tòa sắp đưa vụ tranh chấp thừa kế nhà nghệ sĩ Vũ Linh ra xử, dự tính là vào tháng 6 này mà không nói cụ thể là ngày mấy. Lộc Vân Cây còn nhắc luôn thầy Minh Tuệ trong câu chuyện này. Nếu nói tháng 6 phiên tòa vụ quyền thừa kế tài sản cố nghệ sĩ được tiếp tục, trong lúc chờ đợi, chúng ta học theo sư Thích Minh Tuệ, ẩn tu thôi, vừng đi trước hen. Ni cũng đã trả lời Lộc Vân Cây, vừa bóng gió đã xéo luôn bộ ba tâm tai. Những ngày qua đưa Ni lên làm câu chuyện phân tích, như thám tử đưa tấm hình của Ni đã cạo trọc đầu làm Ni cô. Nếu một ngày chị thấy em không đi theo thầy Thích Minh Tuệ, nhưng chị thấy đâu đó một đàn bà đơn độc cầm cái mát, mặc bộ đồ màu vàng, đầu cạo trọc lóc hành khớp vì bị dí thông tin là Nini Coco đó. Thiện tai, thông tin từ tòa án nhưng còn thành phố ban hành quyết định nữa. Lộc Vân Cây, có một điều không ai tin được là bà Ni ăn chay cả tháng nay mà âm thầm. Bà Vân thì suốt ngày nói đạo lý với Tu thì bữa ăn nào cũng, thịt đâu cho ta xé. Ni trả lời, nếu có thịt xé để đó, phơi khô cho em, chờ em hết nhiệm kỳ ăn chay, em quay lại bởi vậy để trở thành một vị chân tu chân chính. Như thầy Thích Minh Tuệ phải khổ luyện, tu tập khắc nghiệt, tâm phải thanh tịnh, còn em muốn tịnh nhưng yêu tinh cứ làm em rung rinh. Một số khán giả bình luận trong giờ phiên tòa cho kết quả rõ ràng để còn những bước tiếp theo ráng hóng chờ. Trong khi đó, phía bên gia đình cô Sáu thì HP cũng nhắc lại cái ngày 20 tháng 5 là cái ngày cách đây một năm Hồng Loan đã lên mộ đấu tố gia đình cô Sáu, làm cho gia đình cô Sáu hứng chịu một làn sóng tẩy chay khắp nước. Cô ta viết, sự thật gần lắm không đâu xa, nằm ở lòng ta chẳng phải tìm, lương tâm khác biết sai hay đúng, cứ hỏi tâm mình biết đúng sai. Kỷ niệm một năm của sự lừa dối nên em làm bài thơ có chữ lương tâm, dối trời dối đất dối người cũng không thể nào dối được lòng mình, đúng không? Ý của cô ta nói Hồng Loan là kẻ lừa dối khi lên trên mộ cha cùng với anh hai Vũ Luân, thách chú Bảy đi thử ADN với Hồng Loan,
biết Hồng Loan là nuôi hay ruột của nghệ sĩ Vũ Linh, liền hà, đây là lời nói dối, và từ lời nói dối đó đã làm cho cô ta ngậm đắng nuốt cay suốt hơn một năm qua vì biển đời của thế gian. Nhưng thiết nghĩ khán giả cũng đã cho cô ta cơ hội để thanh minh mình là người trong sạch, đó là trang ngân hàng sao kê trong tài khoản của mình không hề ăn chặn tiền phúng điếu như mà cái cách công Vinh Thủy Tiên đã từng làm. Nhưng cô ta không chịu và chấp nhận bỏ nghề, chỉ đăng tải video trên kênh riêng của mình. Vậy làm sao có thể trách khán giả là mình trong sạch? Và khán giả bên Hồng Loan cũng làm bài thơ đáp trả lại cô ta. Người đời có câu, dối trời, dối đất, dối nhân sinh. Đâu ai dối được chính lương tâm mình. Trốn trời, trốn nợ, trốn tình. Đâu ai trốn được nghiệp mình đã gieo. Cứ mỗi lần mớm được đăng trên poster, dù nhà hát kịch nhỏ cho đến sân khấu lớn, thậm chí là lưu diễn ở hải ngoại, là dê và kênh liền đồng loạt lên bài tấn công, chê trách đủ điều, nào là văn hóa đạo đức xuống cấp, hết thời mướn con bán cá hát, giọng ca như vịt thì ai mà nghe, bula bula. Cái kiểu con đà điểu, nhưng người xem vẫn cứ xem và người lưu diễn thì vẫn cứ tiếp tục, được các bầu xô ưu ái chiêu cố, lần này cũng không ngoại lệ, nhưng nhẹ nhàng hơn và không dám nêu đích danh nghệ sĩ bẩn là nghệ sĩ nào. Dĩ nhiên làm sao dám sân si với các nghệ sĩ đáng bậc cha mẹ hay ông bà. Cả đời mẹ xá bào và bảy báo cũng chưa được diễn cùng sân khấu với các nghệ sĩ cải lương chi bảo, thì dê làm sao có cửa để mà diễn khôn. Vì không được diễn trên các sân khấu lớn nên ngày nay hơi thấy người chị khác họ mình được diễn ở đâu thì mình nên lên tiếng ủng hộ, vì ít ra là nhà họ Võ cũng có được một người truyền nhân. Nhưng không, với cái tính ghen ăn tức ở thì dê nào cam chịu thua thiệt. Lần này có vẻ dê bị mất kiểm soát vì không được diễn cả năm, nên đã mét nghệ sĩ Bạch Tuyết và Minh Vương là không cho bé mốm diễn cùng với lý do tào lao, vô đạo đức, xảo trá và không nghiêm túc tập luyện. Ôi ta nói, một ca sĩ hết thời đi khiên một nghệ sĩ cả lương chỉ bảo về tư cách đạo đức của người bạn diễn trên sân khấu. Xa hơn là chưa có một ca nghệ kịch sĩ nào có cái quyền không cho bạn diễn cùng sân khấu, ngoại trừ ông bầu thay đổi ý. À hay có lẽ là dê đã bị ông bầu xô này cấm cửa, nên giờ ngại đối trực diện mà dê phải đi ngã vòng. Giờ dê đã không được ai mời gọi để ca hát thì cũng đồng nghĩa nghiệp của dê quá nặng. Thế nên nghiệp của dê đã gieo thế nào thì dê nên đón nhận. Khi đã đón nhận rồi thì cũng nên tu tâm dưỡng tính và bớt tính sân si để nghiệp giảm, mà dành đức cho con. Và sắp đến ngày phía bên Hồng Loan và phía bên cô Sáu đã hầu to rồi. Không chỉ hồi hộp từ người trong cuộc mà cả những người theo dõi câu chuyện này cũng hồi hộp theo. Phía bên mình ủng hộ thì đương nhiên mong là thắng rồi, nhưng cái gì nó cũng có chữ ngờ ở phía trước hết, chỉ biết chờ đợi và chờ đợi. Trong drama này không chỉ là cuộc đấu trí giữa ba phía Hồng Loan, phía phe, phía tam tai trên mặt trận truyền thông, mà còn là sự đấu trí giữa hai đội ngũ luật sư hai phía trên tòa. Vì trong drama này nảy sinh ra nhiều tình tiết quá phức tạp. Kể từ sau khi Minh Xuân tung thêm ghi âm giữa mình và nghệ sĩ Vũ Luân, nghệ sĩ Vũ Luân đã để lộ ra những điều không nên kể cho Minh Xuân nghe. Đây cũng sẽ là bằng chứng để phía bên cô Sáu đặt câu hỏi cho phía Hồng Loan. Và hiện tại phía Hồng Loan chắc cũng đã nắm được thông tin này và sẽ có những bước xử lý như thế nào. Khán giả hãy chờ đợi phiên tòa sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.